Bạn trai Hoa hậu Ý Nhi lên tiếng về ồn ào bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi. Bạn trai Hoa hậu Ý Nhi có động thái rõ ràng trước những bình luận của cộng đồng mạng. Chuyện tình yêu của tân Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Nguyễn Anh Kiệt, sinh năm 2002, hiện vẫn đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên có một nàng hậu vừa mới đăng quang đã không ngần ngại chia sẻ về chuyện tình cảm, đời tư của mình trước công chúng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, ủng hộ cặp đôi, Ý Nhi và bạn trai cũng gặp không ít những bình luận trái chiều. Đáng chú ý, trong một buổi phỏng vấn với truyền thông mới đây, Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi khi cho rằng bản thân hiện đã tiến xa hơn thời điểm trước đây nên bạn trai phải cố gắng thay đổi để theo kịp mình. Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 đến 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình, Ý Nhi nêu quan điểm. Cùng với đó, anh Kiệt, bạn trai, Ý Nhi có động thái ẩn toàn bộ. Bài đăng trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng đồn đoán vì câu nói của người đẹp gốc Bình Định khiến anh chàng tổn thương. Trước những bình luận của dân mạng, liên tục bị nhắc tên ở các diễn đàn, bạn trai Ý Nhi đã chính thức lên tiếng bảo vệ người yêu. Cụ thể, anh chàng khẳng định tình cảm của cả hai đã lâu năm nên luôn thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Bên cạnh đó, anh Kiệt cũng cho hay bản thân không bị ảnh hưởng bởi những câu trả lời của bạn gái. Giữa tụi mình không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết mà ở đó còn có thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những gì mọi người xem được chỉ là một phần trong cuộc phỏng vấn, bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực. Mong mọi người có cái nhìn khách quan và vẫn chọn yêu thương Nhi, anh Kiệt viết trên trang cá nhân. Động thái lên tiếng bênh vực, bảo vệ bạn gái của anh Kiệt nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Điều này cũng khiến những ai yêu thích cặp đôi phần nào yên tâm hơn và luôn ủng hộ, động viên Ý Nhi cùng bạn trai để cả hai vừa giữ được tình yêu đẹp, vừa theo đuổi được sự nghiệp cá nhân. Một số bình luận của cộng đồng mạng, vừa có bạn trai giống như Kiệt, luôn lên tiếng bảo vệ bạn gái khi cần. Chúc hai bạn hạnh phúc, vượt qua được thử thách lần này. Ngưỡng mộ tình yêu của hai bạn, cố gắng lên nha. Rất thích cách hai bạn nói về nhau, tôn trọng, chân thành và đầy yêu thương.